Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn, tầm thành cứu khổ, thoát nạn ma quỷ. Nếu quỷ dạ xoa cùng la sát đầy dẫy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên muốn đến não loạn người, khi nghe xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì những ác quỷ đó còn không thể dùng mắt dữ để nhìn, muốn lại làm hại được. Tại sao mỗi ngày mình đều có một ác mộng giống nhau như thế? Đâu có chuyện gì chứ? Sắc mặt của cô trông rất tệ. Có phải ngủ không đủ nên mới xuất hiện ảo giác như thế? Mộng, còn ban ngày thì chẳng được yên. Cháu sợ quá đi. Bà nội, cháu rất nhớ bà. Cháu ngoan, nội đưa cho cháu sợi dây chuyền có tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát. Cháu hãy nhớ đeo lên sau khi nội mất, Bồ Tát sẽ bảo hộ cho cháu. Cháu chỉ cần niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì sẽ không có ma quỷ nào có thể hại cháu được. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 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 Ba nội, Quán Thế Âm Bồ Tát. Xin cảm ơn Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.